quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, đạp xe là môn thể thao thích hợp với mọi lứa tuổi ở tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn xe đạp để giảm cân, duy trì sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe đời sống. Đạp xe, bài tập tốt cho bệnh viêm khớp dạng thấp. Những người mắc viêm khớp dạng thấp có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch vì vậy điều quan trọng để bảo vệ trái tim của bạn là hãy đưa dòng máu được tuần hoàn đều đặn mỗi ngày đi xe đạp là cách đơn giản để bạn có được trái tim và khớp xương vận động nhịp nhàng giảm độ cứng khớp tăng cường sức khỏe tổng thể hãy trang bị một chiếc xe đạp hoặc đến phòng tập để thực hiện bài tập này cải thiện chiều cao nhờ thói quen đạp xe chiều cao phần lớn là do di truyền Tuy nhiên vẫn có thể cải thiện chiều cao nếu có một chế độ tập luyện hợp lý. Đạp xe mỗi ngày cũng là một gợi ý đơn giản giúp bạn có thể tăng chiều cao. Theo như những nghiên cứu, đạp xe trung bình từ 3 tới 6 tiếng trên ngày sẽ giúp bạn tăng cường sức dẻo dai của cơ thể, đồng thời tăng chiều cao. Nâng yên xe đồng thời nâng luôn phần cổ xe để người đạp dễ giữ lưng và thân người thẳng. Khi đã quen đạp xe trong tư thế này sẽ không thấy khó chịu nữa và dần dần hai chân sẽ giãn ra vì mỗi lần đạp xe chân bạn phải duỗi thẳng tới bàn đạp. Với phương pháp tập luyện đơn giản này, sau một thời gian bạn có thể giúp chiều cao của mình tăng lên 2 cm. Đạp xe giúp giảm nguy cơ bệnh tim, ung thư. Một nghiên cứu cho thấy, đạp xe đi làm giúp giảm một nửa nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Glasgow ở Scotland đã xem xét thói quen đi lại của hơn 264.000 người ở Anh và theo dõi sức khỏe của họ trong 5 năm. Kết quả cho thấy, đạp xe đi làm có liên quan với giảm 46% nguy cơ bệnh tim trong 5 năm và giảm 45% nguy cơ ung thư. Nguy cơ tử vong sớm cũng giảm 41%. Tác giả nghiên cứu cho rằng các chính sách tạo thuận lợi cho mọi người trong sử dụng xe đạp có thể mang lại cơ hội cải thiện sức khỏe cộng đồng. Giảm 50% đái tháo đường nhờ đi xe đạp, các chuyên gia cao đẳng y khoa London, Anh thực hiện nghiên cứu ở hơn 20.000 người, phát hiện thấy những người có thói quen vận động hàng ngày có tác dụng tích cực làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Cụ thể, xe đạp giảm được 50% rủi ro mắc bệnh đái tháo đường, nhóm đi bộ giảm được tới 40% đối với nguy cơ mắc đái tháo đường. Người chủ trì nghiên cứu cho hay, đi xe đạp mang tính môi trường thân thiện, đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện, miễn là mọi người có lòng kiên trì và duy trì đều đặn. Không nhất thiết phải đạp xe, bạn có thể đi bộ hoặc chạy bộ. Nhưng nếu duy trì cuộc sống vận động mỗi ngày, hạn chế cuộc sống tĩnh tại, nằm nhiều, ngồi nhiều sẽ có tác dụng tích cực làm giảm cân, máu lưu thông tốt sẽ giảm được nhiều bệnh, trong đó có bệnh đái tháo đường. <laughs> Muốn ngủ ngon giấc hơn hãy đạp xe đạp. Những nghiên cứu của trường đại học Georgia, Mỹ chỉ ra rằng những người càng đạp xe thường xuyên thì ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Khi tiến hành nghiên cứu, những người tham gia đều cho thấy kết quả đáng mừng, bởi từ khi đạp xe, nhiều người thấy ngủ ngon giấc hơn và luôn cảm thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều sau những lần đạp xe. Khi bạn đạp xe nghĩa là cơ thể bạn phải liên tục hoạt động. Điều này hoàn toàn có lợi vì khi đó cơ thể sẽ tự sản xuất ra lượng lớn endorphin, chất dẫn truyền thần kinh trong não có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng và làm chậm quá trình lão hóa. Đạp xe còn giảm lo âu, giải tỏa những vấn đề về tâm lý và hạn chế chứng trầm cảm. Thư giãn từ thói quen đạp xe, những lúc đạp xe một mình cũng là những khoảnh khắc để đôi mắt và đôi tai được nghỉ ngơi, tránh xa với những thiết bị điện tử như tai nghe. Đạp xe theo nhóm còn được xem là lối sống lành mạnh, giúp mỗi người dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống tập thể, cuộc sống xã hội dễ dàng hơn. Còn gì tuyệt vời khi chúng ta có cơ hội được gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Có thể nói đạp xe là cách để kết giao, gắn kết tình bạn bền chặt hơn. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa, mọi người thân thiện với nhau hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những thông tin liên quan tới căn bệnh ung thư da. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên xin được khắp lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.